Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại nhà thiếu nhi thành phố Bảo Lộc, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố đã tổ chức siêu thị không đồng, trao tặng hàng trăm phần quà cho người khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ông Nguyễn Văn Lực, chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các đoàn thể đã đến dự trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng các nhà hảo tâm triển khai thực hiện hướng về người nghèo, người yếu thế. Tại chương trình siêu thị không đồng, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc đã bố trí các gian hàng trao tặng 500 phần quà với tổng trị giá 240 triệu đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, bột nêm, đường, dầu ăn, nước mắm, các loại rau, củ quả tới các hộ nghèo, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Trong đó có 400 phần quà được trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và 100 phần quà trao tặng cho người khó khăn, yếu thế trên địa bàn huyện Bảo Lâm. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn đến các đơn vị, doanh nghiệp, Tổ chức Thiện nguyện Nhà Hảo Tâm luôn đồng hành cùng hội trong các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo dành cho hộ nghèo, người khó khăn, yếu thế tại địa phương. Đồng thời mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp Nhà Hảo Tâm tiếp tục có những đóng góp về vật chất, tinh thần cùng các hội, đoàn thể tại địa phương thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khó khăn, yếu thế. Tại chương trình, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Nam Đồng Bà Lưu Thị Thanh An, nguyên bí thư Thành ủy Bảo Lộc và hai cá nhân đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc số tiền 85 triệu đồng để hội đảm bảo kinh phí hoạt động và tổ chức các chương trình thiện nguyện ý nghĩa trong thời gian tới.